Chào chào Rui, Steve và cả nhà. Có cái vấn đề này cho anh xin câu hỏi được không ạ? Vâng, anh hỏi đấy. Như coi coi như anh cũng nghe được cái hướng dẫn của hai bạn về cái cách mà mình trade. Rồi thì việc chia ra như vậy. Nhưng mà thí dụ như là anh có một cái suy nghĩ cho điểm này thì để hỏi ý kiến coi đúng hay không. Là thí dụ như ở trong cái tình thế ở đây á, thì ví dụ như là anh thay vì là thí dụ anh chia ra là 20 lệnh, nhưng mà thí dụ anh rút lại là khoảng 10 lệnh thôi, vì lý do là thí dụ anh muốn tập trung vào một lệnh trade để anh học coi cái sự là dịch chuyển biểu đồ giá, ví dụ trong Bitcoin ở chỗ này. Thí dụ như là anh sẽ vào một cái lệnh thí dụ 500 đô ở cái điểm mà trên cái màn hình đang vẽ biểu đồ của Rui mới vừa đưa ra đó. Thì từ cái điểm này thì mình thấy rằng á, là cái ngưỡng hiện giờ là 30k nó cũng gần, gọi là ở ở phía gần đấy rồi, mà và mình biết mình tin rằng là trong tương lai á, thì Bitcoin nó sẽ phải vượt hơn 30, 60, 70k. Do vậy á, thì bây giờ mình chọn cái tâm lý quan điểm là bây giờ mình vào cái lệnh trade ở đây với sự lợi 500 đô, nhưng mà anh không đặt stop loss. Vì khi mà đặt stop loss đó thì cái nhà cái hay có khuynh hướng mà quét stop loss là họ kéo xuống tới cỡ để họ quét. Do vậy mình không đặt. Giả sử thị trường có quay đầu xuống 26, 27 thì mình cho rằng cái lệnh 500 đó là mình để hold, vì mình biết rằng là 3 tháng tới nó cũng phải quay đầu lên. Thì dùng cái tâm lý đó có được không? Đó là trải nghiệm của với Ru và Steve đã có kinh nghiệm thì có thể góp ý giùm được chỗ này. Em cũng chân thành em khuyên là tuyệt đối không được dùng tâm lý đấy. Và tuyệt đối không. Không anh ạ. Hâu là hâu mà chây là chây, anh tuyệt đối đừng làm như thế. Bởi vì anh phải hiểu ấy. Cái tầm nhìn của anh Bitcoin lên 60 70 80 nghìn nó là tầm nhìn lâu dài. Và để mà đầu tư cho cái thứ tầm nhìn lâu dài đấy anh phải dùng vốn dài hạn, được chưa? Vốn dài hạn anh nhá. Rồi. Là cái vốn mà anh có thể để lâu dài ở trong thị trường được. Được chưa? Dạ. Còn cái lệnh chay là mình dùng vốn để mình có thể quay vòng, là mình sẽ tối đa để mình có thể quay vòng vốn, mình vào mình thoát, mình vào mình thoát. Vâng. Nếu mà anh chỉ có một cái dòng tiền mà anh lẫn lộn hai cái đấy thì đến cái thời điểm mà có lệnh chay tốt là anh hết tiền để anh chay. Dạ. Tiền của anh bị nằm hết trong cái vùng hâu kia rồi. À, Thì rồi. anh chỉ ở trong cái nhóm này được một tháng là anh out. Anh Rồi, bảo hầu hết rồi. Anh thì ra vậy. chả còn gì để chơi cả. Nên mình phải xác định rất rõ là cái dòng tiền nào mình dùng để hầu, dòng tiền nào để chơi. Dòng Rồi. tiền để hầu anh có thể dùng cái tâm lý và dùng cái tầm nhìn của anh rằng là Bit nó sẽ lên 60, 70, 80 nghìn, kiểu gì sẽ lên thôi. Thì anh Rồi. sẽ có thể có dòng tiền lâu dài để anh có thể mua dần Bit. Rồi. Đúng không? Đấy, và anh không phải quan tâm đến nó nữa. Lúc nào anh cũng có Rồi. tiền là mỗi tháng một ít anh mua. Thì nó là Rồi. tiền rất là dài và anh không phải quan tâm, không liên quan đến cái việc mà cơm áo gạo tiền của anh Rồi. đó. Còn cái chơi đúng không, chơi Rồi. là anh phải quay vòng vốn được, chơi là anh phải quay Vâng. vòng vốn được, và lúc nào anh cũng phải có tiền sẵn sàng chờ thị trường có Dạ. những tín hiệu đẹp để anh gọi là gì, đánh du kích. Đánh du kích Dạ. thấy đẹp anh vào anh chọc nó một cái xong anh chạy ra Vâng. À. đấy. Nhưng mà Anh đến cái lúc đẹp mà có chọc vào thì anh lại không, lại giao anh không còn, mà anh chả còn vốn, anh chả có gì, thì bây giờ anh chọc bằng cái gì? Dạ. Anh hiểu ý em À. ạ? Rồi rồi anh hiểu cái ý chỗ đó, và có một cái điểm thì tại vì anh cũng thử vào một số lệnh thì cái tâm lý của mình người mới cho nên cũng có sự lẫn lộn, là cái thứ nhất là coi như là phát ra một lệnh thấy không được, nó đi xuống thì mình tự an ủi thôi là hold. Và do vậy á Đúng rồi. là bây giờ là coi như là cái mục tiêu mà để mình thực hành cái kỹ năng là người trader, Đúng rồi. thì do vậy là mình sẽ tuân theo cái nguyên tắc đó để mình tập thành một cái thói quen của một người Đúng rồi. trader. Thì Đúng rồi. Đúng chứ rồi chứ anh ạ. còn cái việc mà có thêm cái lợi nhuận thì được coi như là khi mà cái kỹ năng mà mình tương đối tốt thì tự động là mình cũng sẽ kiếm lại cái lợi nhuận thôi. Thì Không, anh có ạ. phải là ý Cái vậy tâm lý của anh như này, em hiểu tâm lý của anh. Tâm lý của anh là bản chất anh không chấp nhận mất tiền. Thì không? Rồi. vừa nãy em mới nói với anh ấy là anh đặt điểm dừng lỗ và tính toán sao cho cái tiền mất có thể mất
ở mỗi lệnh nó phải hoàn toàn là anh ở trong khoảng anh chấp nhận được. Nên Rồi. anh chấp nhận cắt lỗ và anh chấp nhận mất từng đấy tiền thì anh mới vào lệnh. Rồi. Còn bây giờ tâm lý của người mới là kiểu mua xong hâu, là bản chất người mới không muốn mất tiền và không muốn chấp nhận mình sai. Rồi. Đó. Và như thế thì nó bị biến cái vốn ngắn hạn để mình quay vòng, mình nhảy ra nhảy vào thị trường, Rồi. trở thành cái vốn dài hạn, và đến lúc mà cần đánh ngắn hạn thì lại chả còn tiền nữa. Vâng, Và kể cả cái đoạn dài hạn kia thì mình cũng không có kế hoạch cho dài hạn, thành ra là mình lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng đi hỏi mọi người xem là bao giờ nó lên lại để bán. à, rồi, rồi, rồi. Vậy Anh mà... ơi, anh có thể sẽ rất là dễ rơi vào cái tình huống kiểu như thế này này. Ví dụ như là anh mua Bit 30 nhá. À, chẳng may là đáy của Bit không phải là 30 mà đáy của nó là 20 chẳng hạn. Em ví dụ nhá, là anh rơi từ 30 cho xuống đến 20, thì cái tâm lý của mình là mình không muốn cắt lỗ, đúng không ạ? Tâm lý của mình là mình giữ luôn, bởi vì mình tin rằng là trong vòng khoảng mấy tháng gì đó Bit sẽ lên 60, 70 gì đấy ở phía sau, và mình tin rằng nó sẽ hồi lại. Thế nhưng mà nó sẽ rất dễ rơi vào tình trạng như này này. Bit sẽ rơi từ 30, sau đó rơi xuống 20. Sau đó thì nó Rồi, cứ hiểu. nó từ 20 nó lên 25, sau nó lại rơi xuống 20, sau nó lại lên 25, sau nó lại rơi xuống 20. Nó test như vậy hoài cho đến khoảng độ 3 4 tháng gì đó, nó mới quay ngược lại cho đến cái đoạn mà anh mong muốn. Rồi, Vậy thì cái rồi. tâm lý của anh trong cái đoạn nó test sẽ là gì? Sẽ là của từ cái đoạn 20 cho đến cái đoạn 25 ấy ạ. Nó là 25% của Bit, nhưng nó có thể là 30 50% của anh coi, và lúc đấy anh không có tiền. Anh không hề có tiền để mà anh trade được lúc đó. Và cái lúc đó là lúc cực kỳ giá trị đối với một trader ạ. À, cho nên là cho nên là rất dễ rơi vào cái tình trạng đấy ạ. À, còn trader thì thực ra chỉ hơn holder mỗi cái stop loss thôi ạ. Cho nên là mình phải có stop loss. À, mình phải có stop loss thì nó cái chuyện ban nãy anh băn khoăn là anh sợ bị quét stop loss, đúng không ạ? Thì khi mà mình bị quét stop loss nhá, mình luôn luôn phải bình tĩnh lại, xem xét lại vấn đề. Vấn đề thứ nhất là do stop loss của mình đặt chưa tối ưu, được chưa? Rồi. Thì mình phải tìm lại cách và tìm lại lý thuyết là làm sao để mình đặt stop loss tối ưu. Còn trường hợp Rồi. mà mình xem đi xem lại, xem tái xem hồi rồi mình vẫn tin rằng cái stop loss đó là đúng, thế thì mình phải chấp Rồi. nhận cái rủi ro đó. Rồi. Còn trader chỉ hơn holder mỗi cái stop loss thôi ạ, à, không được quá À rồi. Vậy vậy cho anh hỏi là như là hai bạn tôi và Steve cùng Loan thì bây giờ mình được như là coi như là trader đã đạt tới một cái level tương đối ổn định và cao trở lên, thì do vậy là cái tâm lý của người trader như các em lúc này đó là có nghĩa là cứ có nghĩa rằng là không còn lo lắng gì cả cái việc đúng sai, là có nghĩa thắng hay thua một cái lệnh đó là mình cũng đều quay suy xét về là cái kỹ năng tính toán của mình chưa được tốt cho nên nó mới fail cái lệnh đó. đúng rồi, mình luôn phải xem xét lại Rồi đó. rồi rồi sau đó là khi khi đạt đến đến cái trình độ này thì coi như là đã tách biệt ra, là coi như là cảm giác của một người trader là cứ vào lệnh thì có thắng thì coi như là sự tính toán của mình khá tốt, thua thì coi như nó không ảnh hưởng tất kỳ gì hết, rồi bắt đầu bằng một cái lệnh mới, cứ Đúng đi rồi, như chính vậy xác đúng không? này, chính xác, chính À xác. dạ Không, đúng rồi, chính xác. Cái không ảnh hưởng ở đây một phần nó đã đến từ cái việc là mình quản lý vốn ngay từ đầu rồi, đúng rồi, mình hoàn dạ toàn không chấp chấp nhận nhận cái tiền mình mất. cái tiền mình bị mất thì không không quá nhiều, và nó tôi biết là ok, trường hợp xấu nhất xảy ra đó là tôi mất ngần cái tiền, thì tôi đã kiểm soát cái lệnh đó ngay từ đầu bằng cái số vốn mà tôi có thể mất rồi. Đấy đã là điều kiện kiểm soát tâm lý đầu tiên rồi. Cái kiểm soát tâm lý thứ hai là khi mà cái tỷ lệ của mình nó ổn định nhá, thì mình thắng mình cũng thấy bình thường thôi, còn mình thua thì mình sẽ phải xem xét lại một chút xem là cái thua của mình ở đây nó có đến từ những cái sai lầm chủ quan của mình hay không. Còn nếu như là mình xem lại rồi mà mình cảm thấy là ok, chỗ này đó là cái thị trường nó đã đi sai hướng mà tôi không thể kiểm soát được, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, thì tôi cũng phải chấp nhận điều đấy. Bởi vì khi mà mình gửi lệnh ạ, thì bao giờ cũng như vậy, mình vào một cái kèo nó phải có cái reward lớn hơn risk thì mình mới vào, đúng không ạ? Và khi mà cái tỷ lệ thắng của anh nó cao hơn cái tỷ lệ thua ấy ạ, ví dụ như tỷ lệ thắng của anh là 7, tỷ lệ thua của anh là 3, mà cái ba cái kèo đấy nó lại có cái risk thấp hơn cái reward của 7 kèo kia, thì rõ ràng là cái số tiền mà anh mất ấy, nó cũng sẽ không đáng với cái số tiền mình thắng đâu. Cho nên mình cảm thấy nó bình thường. Vậy có một cái điểm cho một cái câu hỏi cuối là ở chỗ này là có nghĩa là anh cũng có thử mà đoạn thời gian qua
là anh nhìn thấy cái tâm lý là khi mình thắng được cái lệnh, mình có cái số tiền, thì cái lệnh thứ hai mình cảm thấy rất là tự tin. Nhưng mà khi rơi vô cái tình huống là mình thua, thì cái tâm lý của mình có bị hơi nhát tay à, thì như tới ở thời điểm của cô và anh nghĩ thấy rằng là với cái tâm lý đó thì được coi như là nếu mà mình coi rằng đi lâu dài với thị trường crypto này thì mình không thể ở cái tâm lý đó được. Vậy để có thể là các bạn chia sẻ giùm là tâm lý lúc này trader của các bạn là đang ở một cái trạng thái như thế nào, có nghĩa cảm thấy thoải mái như thế nào, vì là cái số vốn là tiền, là cái tiền của mình là một cái lợi nhuận, mà khi thắng được lệnh á thì cũng là một lợi nhuận. Nhưng anh nghĩ rằng có thêm một cái lợi nhuận đó nữa, rằng là mình đạt được tới một cái mức lợi nhuận mà cái tâm lý của mình cảm thấy đối với thị trường này nó đại loại là nó rất là thú vị để mà mình trải nghiệm ở trên đó, thì có phải có thêm một cái lợi nhuận là cái tâm lý mình cảm rất rất tự tin đối với thị trường này, thì cái lợi nhuận đó mới là cái quan trọng để đi lâu dài với thị trường, thì có phải vậy không ạ? À? Loan trả lời đi Loan. Loan Loan chia sẻ cho anh xem. Em nghĩ là chắc chắn rồi, điều kiện cần của một người mà có tâm lý mà muốn gắn bó với thị trường đó là phải phải có cái phần thưởng cho mình chứ. Nếu mà mình chơi hoài mà cứ thấy mình thua đi thì làm sao mà có cái tâm lý tích cực với thị trường được. Thế nhưng mà đối với những người mà mới ạ thì rất là khó để mình có thể đòi hỏi là tôi vào thị trường là tôi cứ cứ phải thắng, cứ phải 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 như thế này như thế kia để phấn khích ngay từ đầu, thì cũng may mắn thì mới được như vậy. Còn nếu như mà không 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 may là mà bình thường ra thì cái chuyện là mọi người có thể là năm thắng năm fail nó cũng là chuyện chuyện em nghĩ là nó hết sức bình thường thôi. Thế nhưng mà khi mà mình chuẩn bị ngay cái bước tâm lý đầu tiên là tôi sẽ có thể trải qua những điều gì ở phía trước ạ, thì mình sẽ thoải mái hơn. Em ví dụ nhá, ví dụ như ban đầu khi mà em học anh Huy với cả anh Steve, thì anh Huy với anh Steve có nói với em là bỏ ra 200 đô 300 đô gì đó để mà chơi đi, xem là đến bao giờ thì mất. Thì anh Steve bảo với em như vậy. Thế thì câu chuyện là ok, em sẵn sàng bỏ ra 200 đô để em chơi và với mục tiêu là để xem là bao giờ mất, đúng không? Thoải mái không? Thoải mái không? Rồi Mình đâu có rồi kỳ vọng gì lợi nhuận gì ghê gớm đâu. Thế nhưng vâng mà mình sử dụng kết quả nó trăm lên đô đó, 200 300 đô đô đó cho đến khi nào mà mình mất thì mình mãi mình không thấy mình mất, ủa lâu quá rồi. Thế là mình kéo dài được cái khoảng thời gian mà mình đi đến cõi chết thì mình đã vui rồi, đúng không ạ? Thế trong cái rồi quá trình đúng mà rồi kéo dài như thế ạ thì mình sẽ học được rất là nhiều kiến thức, dạ đúng sẽ đúng trải qua rất là nhiều điều, và từ những cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình dày dạn hơn. Và trong cái quá trình mà mình mất như thế, mình có kèo thắng mình có kèo thua, mình cũng sẽ biết được là mình thắng được bao nhiêu tỷ lệ, bao nhiêu phần trăm, mình thua bao nhiêu phần trăm. Và sau đó thì từ cái tỷ lệ thắng tỷ lệ thua đó mình cũng sẽ biết cách cân đối vốn của mình hơn, mình biết cách lưu chuyển dòng tiền hơn, dần dần mình sẽ vững hơn thôi anh, và dần dần tâm lý của mình sẽ ổn. Khi mà bởi vì tâm lý của ổn hay không, thực ra vấn đề nó nằm ở chuyện là mình kiểm soát được dòng tiền của mình đúng đúng cách hay không thôi. Rồi, anh nhìn thấy cái hướng rồi. Anh cảm ơn Loan. Rồi, cảm ơn và Steve nhiều. Ok, cảm ơn anh. À, có bạn Thế Giang hỏi này, mình nên vào từng lệnh đặt TP xong mới vào lệnh khác hay chia ra nhiều lệnh cùng lúc luôn vậy? Cái câu chuyện này nó lại nằm ở cái khả năng quản lý lệnh của bạn. Thường mình khuyên mọi người thì vào tối đa là 3 lệnh thôi. Bởi vì với 3 lệnh đấy thì mọi người mới quản lý từng lệnh nó chi tiết và rõ ràng được. Đấy, bởi vì buổi hôm trước mình cũng có chia sẻ với cả mọi người là khi mà mọi người vào lệnh thì mọi người sẽ phải quản lý stop loss thật chặt, đúng không? Và khi mà đến TP1 thì phải chốt, sau đó lại rời stop loss lên, đến TP2 phải chốt, rời stop loss lên. Đấy. Thì những cái thao tác như vậy mọi người có đảm bảo được là quản lý một lúc nhiều lệnh được hay không? Đó. Không không phải là cứ vào lệnh là vứt đấy xong rồi cứ thế là nó sẽ ăn hết tất cả các cái điểm điểm chốt lời của mình đâu nhá. Đấy, khi mà bạn vào quá nhiều lệnh một lúc thì rủi ro rất là cao, bởi mọi người không thể kịp phản ứng và quản lý các cái lệnh khi mà có vấn đề xảy ra, đúng không? Nhiều khi là mọi người vào lệnh xong mọi người để đấy nó bay ngược lên ấy,
bay ngược lên nó cắn cả TV1 cả TV2 mà mọi người không có chốt lời, không có đặt điểm trước, mà mọi người cứ đặt mỗi đến TV3 mọi người mới chốt, mà để chưa đến TV3 giờ nó quay đầu về nó cắt dừng lỗ thì mọi người lại bảo là ở sao cái lệnh này nó lại thua, nhưng bản chất là do mình quản lý không đúng, bản chất nó là lệnh thắng thì mình để thả trôi ra nó thành lệnh thua thôi. Thành ra là cái số lệnh vào ấy nó phụ thuộc vào cái khả năng quản lý lệnh của từng người một mọi người nhá. Đó, mọi người đầu tiên nếu mọi người tự tự tin thì mọi người có thể vào tối đa là 3 lệnh, còn nếu không thì 1 đến 2 lệnh thôi, và quản lý chặt các cái lệnh đó, được chưa? Quản lý chặt các lệnh đó để có thể rời dừng lỗ này, khi đến điểm chốt lời 1, 2, 3 là phải chốt lời và rời dừng lỗ luôn. Đó. Còn rời như nào thì là buổi trước em có hướng dẫn mọi người rồi, đúng không ạ? Đó. Thì khi mà thị trường nó tốt ấy, thì Rui và Steve với cả Bin và Loan sẽ đưa ra một danh sách những đồng coin có mô hình giá đầy đủ luôn ở trên đấy, phân tích đầy đủ trên đấy là những cái mà nó có gọi là tín hiệu tốt. Đấy, thì mọi người có thể lựa chọn và mọi người phân bổ vốn phù hợp để mọi người vào, đừng tham, đúng không? Quản lý được bao nhiêu thì vào bấy nhiêu. Đấy, và nhớ là cái số tiền mà mình có thể mất được cho mỗi lệnh là bao nhiêu là phải xác định rất là rõ ràng để mình có thể vào được lệnh cho nó chuẩn. Đấy, mua bao nhiêu coin là phải biết. Được chưa? Ok. Mọi người có hỏi gì nữa không? Em thấy hôm nay là mọi người hỏi một lúc mà em thấy cũng có khá nhiều thứ hay ho thú vị chia sẻ được rồi đấy. Video ngày hôm nay là một video em nghĩ là giá trị cho tất cả mọi người. Để xem lại. Ok. Nếu mà mọi người mà không không hỏi gì nữa ấy, thì cái buổi bổ túc hôm nay thì em kết thúc ở đây. Đó. Trong tương lai chúng ta sẽ có những cái buổi tiếp theo, có thể bọn em sẽ mở thêm những buổi để mọi người lại cùng giao lưu, lại cùng nói chuyện, và mọi người vẫn có thể giao lưu hàng ngày ở trên talk show của Rui và Steve. Đó. Ok, vậy em cảm ơn cả nhà nhé, thì video này em sẽ gửi lại cho mọi người sau. Rồi, cảm ơn Rui và Vâng. Rồi, rồi cảm ơn Rusev và rồi cảm ơn Loan, rồi cảm ơn cả Vâng, nhà. ok, cảm ơn cả nhà Cảm nhé. ơn.